Phải mất gần 2 tuần sau ca mổ, sức khỏe của nữ bệnh nhân 26 tuổi ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ mới dần tạm ổn sau chấn thương kinh hoàng đứt đôi dạ dày, đứt đôi tụy, vỡ gan. Cả bệnh nhân và người chồng đều mừng nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ tới vụ tai nạn xảy ra cách đây không lâu. Vụ tai nạn xảy ra khi hai vợ chồng nữ bệnh nhân chạy ghe chở lúa thuê đang di chuyển qua gầm cầu Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Không may, ngay lúc chiếc ghe đang dần chui qua gầm cầu thì bất ngờ va chạm với một ghe chở lúa khác ngược chiều. Hai đứa băng qua cái cầu tại thị xã Long Mỹ, cầu thấp, qua được 3 cây đà, còn có cây cuối cùng cái cầu thì nó 4 cây đà, qua được 3 cây, còn có cây biển cuối cùng đang bị xuống sạn qua thôi. Thì cái ghe lúa nó ngược chiều, nó chạy ngang, máng chiều dần dài lo ngược lại. Té cũng như đang định ở cái dưới này nè, ông đang mình đỡ dịnh cái ghe, cái mũi ghe đụng vô cái cầu á, đang dịnh ngồi dịnh nó té, nó lôi dịch cái ghe luôn ngược trở lại, hộp tay nó té chậm tới dưới và cây đạn cho nó càng tới. Ngay sau tai nạn, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu, rồi nhanh chóng chuyển đến bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch. Xác định bệnh nhân bị sốc mất nhiều máu do chấn thương bụng kín, có tổn thương tạng đang chảy máu cấp, nên các bác sĩ thực hiện quy trình báo động đỏ. Bệnh nhân vừa được hồi sức vừa chuyển lên phòng mổ. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra từ ổ bụng bệnh nhân hơn 1,5 lít dịch tiêu hóa và máu loãng, đồng thời nhanh chóng xử trí các tổn thương như vỡ gan hạ phân thủy khoảng 3 cm. Nặng nề hơn, chấn thương dạ dày bị đứt đôi ngay môn vị, buộc phải cắt một phần dạ dày, đóng mõm tá tràng. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị vỡ đứt đôi thân tụy, phải cắt một phần tụy dập. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ, tuy nhiên quá trình hồi sức sau đó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đến chiều ngày 18 tháng 1 năm 2022, tình trạng bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị và chăm sóc tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.